tôi. Xin anh hãy thương người, cho nhau chút thương yêu, để đừng gây oan trái. Xin đem đến bên nhau, chia sẻ những lo âu, giang tay giúp nhau lâu, nâng đỡ nhau thật lòng. Ngày anh em đến thế gian, hỏi anh em có chi không? Ngày mai anh em lìa đời, hỏi ta mang theo được gì? Cho nhau những yêu thương, chia sẻ những khổ đau, ta đem tâm từ thiện, dẹp tan bao nhiêu muộn phiền. Yêu thương sẽ cho ta đem hạnh phúc cho đời, ta luôn sống yêu thương để tìm ra chân lý. Xin hãy đến bên nhau, chia sẻ những lo âu, xin hãy biết thương nhau, xin sẽ chia tình người. Hỏi anh em có chi không? Ngày mai anh em lìa đời, hỏi ta mang theo được gì? Cho nhau những yêu thương, chia sẻ những khổ đau, ta đem tâm từ thiện, dẹp tan bao nhiêu muộn phiền. Thương sẽ cho ta đem hạnh phúc cho đời, ta luôn sống yêu thương để tìm ra chân lý. Nam mô Tổ Chao Văn Thiên, Nam mô Chính Phương Trời Mười Phương Phật, Nam mô Đại Phật Bất Tử Vô Thường, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Như Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Chư Đại Phật Tổ, Chư Đại Chân Sư, Chư Đại Minh Sư, Tát Đại Chứng Minh, Nam mô Chư Phật Chư Tổ Chư Thiên Chư Lục Chư Thánh Chư Thần, Nam mô Chư Đại Thiên Vương Thống Lãnh Bắc Bộ Quỷ Thần, Nam mô Thiên Tướng Bất Trận Chi Đồ Tổng Lãnh Ban Châu Chư Đại, Nam mô Thế Thượng Nhật Sát Cùng 86 Vị Thần Phù, Nam mô Bắc Bộ Kim Cang Thầy Tổ Tứ Bồ Tát Chư Vị Thần Tấn Đức Đai Long Vương Thủy Tề Thủy Cung Lục Diện Trung Đạo Chân Sư cùng với tất cả các đồng Phật tử hiện tiền trên chiếc phà này, vâng vào oai thần oai lực của cha mẹ Như Lai, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhân ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu, chúng đệ tử lập đàn tràng trì tụng kinh chú, nguyện cầu siêu cho tất cả các vong linh, hương linh, âm linh, hữu tình, chiến sĩ trận vong, quan hồn ngũ tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, thai nhi bị chối bỏ, các bà mẹ còn trẻ đã từng tạo tác những điều lỗi lầm trong cuộc đời của mình, phải lắng nghe điều này. Tất cả những sai nhi sản nạn, thai nhi bị chối bỏ, các bà mẹ còn trẻ phải biết sám hối cho điều này, sẽ trở thành oan gia trái chủ đeo đuổi mình cả cuộc đời này. Nếu không chịu sám hối thì oan gia trái chủ sẽ không bao giờ buông bỏ mình đã phá hủy sự sống của người khác. Tất cả các vong linh, hương linh, âm linh, chết sông, chết biển, chết ao hồ, cầu xin thủy cung lục diện ân xá, Long Vương Thủy Tề tiếp sức. Tất cả vong linh, hương linh, âm linh, chết đâm, chết chém, chết cháy, thắt cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bùa ngải, ấm đố, chết sương mù, lạc mã, chết bắt đắc, kỳ tử, chết bờ, chết bôi,
chết không người thân, chết vì bom đạn, chết tan nát, thân thể không được toàn vẹn, chết vì thiên tai động đất, sóng thần, hỏa hoạn, bạo lực và những thiên tai lớn nhỏ khác. Nhất là tất cả các vong linh, hương linh, âm linh, cửu hiền, thất tổ, ông bà, nội ngoại, cha mẹ, hai bên, vạn linh, trăm họ, tất cả các đồ hữu Phật tử hiện tiền trước đàn tràng cầu siêu. Chúng đệ tử một lòng, một ý, một nguyện, một chí, nguyện cầu siêu tất cả các vong linh, âm linh vừa kể trên. Những ai chưa được no đủ, nguyện cho được no đủ, chưa được siêu sanh, cầu nguyện cho được siêu sanh, cầu xin cha mẹ Như Lai, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Địa Tạng Nguyên Bồ Tát gia hộ những lời cầu nguyện chúng đệ tử đồng được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kinh Pháp Dương Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ba Ni Hùng Ca Lê Du Lê Em Lê Sô Hàm Gồm Nam Mô Ông Sư Thích Ca Mâu Ni Ba Ni Hùng Ca Lê Du Lê Em Lê Sô Hàm Gồm Nam Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thủ Ngài Đại Bi Tâm Đà Đa Ni. Nam mô A Di Đà Na Đa Ta Giờ Giờ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Thế Công Phá Ta Giờ Bồ Đề Tâm Tạo Bà Giờ Ma Ha Tâm Tạo Bà Giờ Ma Ha Ca Lu Ni Ca Ga Ang Tha Bà Ga Bà Giờ Số Đa Na Đa Tọa. Nam mô Tát Thế Bà Lô E Lô Ca Đế Ca Đa Đế Di Yên Ni Ma Ha Bồ Đề Tâm Tạo Tâm Tạo Tâm Tạo Ma Ra Ma Ra Ma E Ma E Di Đà Dương Cô Lô Cô Lô Yết Phong Đô Lô 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 Phật Sa Ya Đế Ma Ha Phật Sa Ya Đế Ya Đa 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 Di 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 Tâm Phật Đa Ya Đa 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 Ma 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 Ra Mu Đề Lệ Y Lê Bồ Đề Ya Bồ Đề Ya Bồ Đề Ya Bồ Đề Ya Di Đế Di Ya Na Đa Ngân Di Đế Di Sắc Di Đa Ma La Ma
đi ma bà na sa mê tăng bà ta đầu chú bà na thể lực tăng bà tăng đa na ma bà ya ma bà đa đầu đá đi ta na bà lô hê lô ca đi ta đa đi 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 ma bù hê tăng bà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đa lưng cú lô cú lô yếm mông đồ lô bà sa ya đi ma bà sa ya đi đa 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 đi 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 lắm bà ra ya ya ra ya ra ma ma ba ma ra mục đế lê y hê y hê thân na ra sông vợ ra sa lợi bà sa bà sa vợ ra sa ya hô lô lô ma ra hô lô Yamaha, Yamaha, Kalumika, Yamaha, 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 Yamaha,
Thank you.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tăng. Chúng đạo chân sư cùng với tất cả độ Phật tử hiện diện trên chư Phật, hướng vào quay thân quay lực của cha mẹ Như Lai, chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát như ngày đại lễ Như Lai. Chúng đệ tử lập lạng trang trước cúng dường Pháp giới, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cầu nguyện cho ba tỉnh chúng sanh dân tộc Việt Nam được an lành, hạnh phúc, ấm no, cầu cho quốc thái dân an, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các gia đình đậu Phật tử hiện tiền mọi sự an lành, thân khỏe, tâm an, Bồ Đề tâm kiên cố, từ giác giác ta giác cảnh viên mạng, đồng thời cho tất cả vấn đề đậu Phật tử một lòng, một gia một nguyện một ý cầu siêu tất cả vùng linh hướng linh năm linh hữu tình chi sĩ trần vong ngoan hồn nguồn tự tâm lôi cô đồng bờ từ nàng thay nhi sàn nàng thay nhi bị chơi bỏ hoàng gia trai chủ vong linh hướng linh năm linh chết sông chết biển chết ao hồ cầu xin thí cung lục địa ngân xá long vương tỳ tề tiếp sức tất cả vong linh hướng linh chết đầm chết chém chết cháy thất cầu từ từ chết vị tai nạn giao thông chết vị bùa ngải nói chết sư mộ lạc mã chết bất đắc kỳ tử chết bờ chết bụi chết không người thân chết vì động đất thiên tai bạo lục sóng thần hoàn cùng những thiên tai lớn nhỏ khác nhất là tất cả vong linh hướng linh năm linh cụ hiền thất tổ ông bà nội ngoại cha mẹ hai bên vạn linh trăm hộ của tất cả đồ Phật tử hiện tiền trước đàn thần cầu siêu nguyện cho tất cả các vị âm vong linh hướng linh năm linh những ai chưa được siêu sanh nguyện cho được siêu sanh chưa được no đủ nguyện cho được no đủ cầu xin cha mẹ Như Lai chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát đều đáng vương Bồ Tát gia hộ cho những lời cầu nguyện chung đệ tử đồng được như ý nguyện cho tất cả vong linh hướng linh năm linh đồng được quy Phật pháp quy Tam Bảo quy Phật pháp quy Phật quy pháp quy tăng cùng một pháp danh là siêu thoát cầu xin cha mẹ Như Lai chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát cùng đều tạng vương Bồ Tát gia hộ dạy dỗ dìu dắt cho tất cả các vong linh hướng linh năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát được vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phản sanh viên định chân ngôn nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
kiến Phật ngộ vô sanh, bên núi Bồ Tát đi bằng đường, niệm gì tự công đức vô gặp ở nhất thiên, đắng giữ chúng sanh giải công thành Phật đạo. Chúng sanh thế giải đại đạo Phật vô thượng tâm. Công linh hương linh âm linh cùng môn pháp danh là siêu thoát tự quy pháp, hướng hiện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Công linh hương linh âm linh cùng môn pháp danh là siêu thoát đã quy Phật, hướng hiện chúng sanh thế giới đại đạo Phật vô thượng tâm. Vong linh hương linh âm linh cùng môn pháp danh là siêu thoát như hải. Vong linh hương linh âm linh cùng môn pháp danh là siêu thoát đã quy tăng, được nguyện chúng sanh tống ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Khi hồi hướng công đức cho tất cả các vong linh hương linh âm linh, trong đó có ông bà cha mẹ của huyền thất tổ, rồi ngoài hai bên bằng linh trăm họ của mình, vấn đề hồi hướng công đức chỉ có bốn câu thôi. Chúng ta ban rải cái lòng từ bi, hết cái lòng cái tâm của mình ra cho ông bà của huyền thất tổ rồi ngoài hai bên, những ai chưa được siêu sanh nguyện cho được siêu sanh, không được no đủ nguyện cho được no đủ, cầu cho dân tộc Việt Nam được ấm no hạnh phúc, quốc thái dân an, mọi người biết thương yêu nhau, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Tôi xin cha mẹ Như Lai, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ dạy dỗ dìu dắt cho tất cả các vong linh hương linh âm linh cùng được pháp danh là siêu thoát, được vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Trung đạo chân sư cảm nhận công đức của tất cả đệ tử Phật tử hiện tiền đã có lòng đến đây cùng lập đàn tràng với thầy, làm một cái gì phước đức cho gia tộc, cho anh em của mình, cho quý huyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên. Khi chúng ta làm một việc gì cho dù nhỏ thiệt nhỏ mà đụng đến đề tâm linh, đụng để tấm lòng con tim trí tuệ vào sự cầu nguyện của mình, thay chúng ta ngồi xuống khóc lóc van xin, chúng ta phải mạnh mẽ lên, ngồi xuống tụng một thời kinh thiệt là an lành hạnh phúc, những gì cầu nguyện chúng ta đều được như ý. Chúng ta mong rằng huynh đệ tiếp nhận sự chia sẻ này để ta làm lợi lạc không những lần này còn nhiều lần sau nữa. Đồng thời chúc tất cả huynh đệ đều hưởng Phật tử cùng gia đình được một sự an lành, thân khỏe, tâm an, ngày an lành, đêm an lành, sáu thời an lành và trong đời tu học được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Cùng tôi hãy nói với tim con người, quả tim này dành cho mọi người, quả tim này dành cho muôn loài khắp nơi. Hãy sống cùng tôi, hãy nói với nhau đôi lời, tình yêu này dành cho mọi người, tình yêu này đắp tan hận thù ghen ghen.
con xin chư Phật mười phương độ người cần đức vô minh. Con xin chư Phật mười phương độ người dương thế thương nhau. Con xin chư Phật mười phương từ quang soi sáng tâm con, xin ban vô lượng từ tâm độ người vừa thoát tử sinh. Hãy sống cùng tôi, dâng hết trái tim cho đời. Dù cho rằng đời luôn bạc tình, dù cho rằng người luôn phỉnh lừa dối gian. Hãy sống, hãy đến cùng nhau, dâng hết trái tim cho đời. Chút thôi. Cho nên để nếu muốn cầu nguyện được như ý, phải biết ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho quyền thất tổ của mình thì các ngài mới có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Siêu sanh không nghĩa là vãng mà các vị được đào thai. Đa số chúng ta ngũ hiện của mình là không bao giờ được đào thai bởi vì thương con thương cái tiếc của tiếc tài sản tiếc nhà tiếc cửa nên không có vị nào đi được hết. Cho nên trong nhà chúng ta rất là nhiều. Mỗi lần chúng ta tụng kinh ráng cầu làm sao cho các vị được siêu sanh tịnh độ chứ không phải được vãng được đâu. Bởi vì không có tu làm sao mà vãng, rõ chưa? Đừng có lầm lẫn chữ vãng và siêu. Khi họ siêu rồi họ mới có cơ hội đào thai. Còn những người tu hành đúng lúc á thì mới được vãng theo cái ý mình mong muốn, rõ chưa? Tại đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng lúc á, mình trở thành thiện nam tử thiện nữ nhân á thì mình có cơ hội vãng. Còn nếu mình sống lộn xộn bậy bạ quá chưa chắc được siêu, đừng nói là vãng, rõ chưa? A Di Đà Phật. Rồi tại sao thầy nhắc như vậy? Mỗi lần thầy búng nước, thầy sái tịnh, thầy lắc chuông á, là trong người cũng để tốt ra những cái trừ khí trừ độc, đồng thời quan gia trái chủ mà mình vay mượn nhiều năm nhiều tháng á, nó toát ra lỗ chân lông của mình rất là nhiều. Cho nên muốn không bị nữa, chúng ta phải ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho giỏi vô, thì những trừ độc trừ khí mà quan gia trái chủ sẽ tiêu trừ trong lúc mình tụng kinh. Rõ chưa? Gọi là tu chuyển nghiệp. Nghiệp không bao giờ chuyển được nếu không chịu ngồi xuống tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Huynh đệ, thầy nói thẳng như vậy, huynh đệ nếu có lòng tu thì sẽ tiếp nhận được. Còn nếu huynh đệ vì cái tôi của mình chấp vào một điều gì quá, huynh đệ sẽ mất trước khi mà huynh đệ đã chấp. Rõ chưa? Cảm ơn thầy Phật. Con xin chư Phật mười phương độ người cất đức vô minh. Con xin chư Phật mười phương độ người dương thế thương nhau. Con xin chư Phật mười phương từ quang soi sáng tâm con.